Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video buổi tối ngày hôm nay, kênh học của Tuấn Online sẽ hân hạnh gửi tới các bạn phần bình luận và phân tích về một trận siêu đại chiến cực kỳ đỉnh cao diễn ra trong khuôn khổ của trận chung kết giải cờ tướng quốc tế Hàn Tín Bô năm 2018 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Hoài An của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trận chiến trên, chúng ta sẽ cùng đón xem trận cờ mà người cầm đỏ đến tiên là tiểu cử nhân Tạ Tĩnh sẽ thi tài cùng với ngoại tinh lai khách Vương Thất, cao thủ số 1 của kỳ đàn Trung Hoa. Ở hai trận cờ đầu tiên ở thể thức cờ chậm và cờ nhanh đều có tỷ số hòa và bước vào trận cờ chấp này thì bên đỏ của Tạ Tĩnh là người cầm tiên thủ. Tạ Tĩnh chơi tấn công bằng vào 2 bình 4 và bên đen có khá nhiều biến hóa để có thể lựa chọn là ba nhánh lớn trong hình cờ, phương án binh 7 tiến 1, mã 8 tiến 7 và phương án trung pháo. Vương Nhất là một cao thủ đại tài của làng cờ tướng Trung Quốc, sở hữu một lối chơi ưa thích tấn công. Anh lập tức cho chuyển trung pháo để phản công ngay. Bên tiên đã lập tức chuyển pháo đầu hình thành thuận pháo. Ngoài ra có thể đi theo biến hóa khác là đường cờ mã 8 tiến 7 để phòng thủ trước có phần ổn thỏa hơn trong hình cờ đối công này. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của trận đấu trên thì bên tiên của Tạ Tĩnh đã lựa chọn biến hóa xô sát đường cờ đóng trung pháo ngay và vương chất mã 2 tiến 3. Bên tiên Tạ Tĩnh cho khởi mã, bên đen vương ra xe, bên đỏ mã 2 tiến 3, mã 8 tiến 9 khởi mã đường biên. Bên tiên xe 1 bình 2, vương ra xe và thế này thì bên tiên quyết định phương án cờ bình 3 tiến 1 tiến tốt 3. Ngoài ra có thể đi từ hướng cờ tiến bình 7 có phần tốt hơn. Các bạn thấy ý tưởng của đường cờ tiến bình 7 là không cho bên đen của vương có thể tiến xe lên kỵ hà. Khi đó nhấc bình 7 là có thể lên hoành xe hai bên đứng ở một cái thế khá cân bằng. Trong thực chiến của ván đấu trên thì bên đỏ của Tạ Tĩnh anh cầm bình 3 tiến 1 ngay và ngoại tinh lai khách không hổ danh là cao thủ số 1 của cờ tướng Trung Quốc đã nhìn ra điểm yếu của hình cờ lập tức phóng xe lên tấn công. Bên tiên thì đây có hai biến có thể đi trong chính quốc thì bên đỏ lập tức cầm xe 2 tiến 4 để phòng thủ, ngoài ra trong biến hóa trên có thể gác tự biên. Khi đó bên đen của vương có tiến pháo để cản đường thì hoàn toàn có thể tiến pháo qua, ép mã của bên đen phải thoái về và thu con pháo về để phòng thủ ngay. Bên đen vương có tách qua thì có thể đấu cây. Sau khi đấu cây thì các bạn thấy là bên đỏ hoàn toàn có thể nhập con pháo bình 5 đóng vào trung lộ. Hình cờ là hoàn toàn có thể chơi cân bằng đối với bên đen trong bối cảnh như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của ván đấu trên thì bên tiên của Tạ Tĩnh anh cầm xe 2 tiến 4 ngay. Bên đen của Vương Thất tiếp theo là đường cờ binh 7 tiến 1 chấp nhận để cho bên đỏ bỏ tuốt qua sông. Ngoài ra muốn chơi an toàn hơn thì vương có thể nhấc con sĩ 6 tiến 5. Hình cờ nó sẽ khác đi, tuy nhiên thì bên đen vẫn hoàn toàn có thể thi triển khá tốt trong hình cờ như các bạn thấy trên hình cờ. Có thế vất pháo đầu ngay và binh 3 tiến 1 hình cờ của bên đen cũng là một cái thế khá đẹp. Trong thực chiến quyền cục trên thì ngoại tinh lai khách là một cờ thủ ưa thích lối chơi mạo hiểm, anh lập tức cho phát triển binh 7 ngay, chấp nhận để bên đỏ có thể binh 3 tiến 1 qua sông. Bên tiên không đi binh 3 vội, Tạ Tĩnh cho binh 7 trước một đường cờ tiến binh để mở thông lộ mã trước khi phế binh 3. Đấu cây, mã 3 tiến 2 và chúng ta sẽ cùng xem tiếp cách thức điều quân chuẩn bị của vương. Anh lập tức cho rẽ con pháo 8 binh qua lộ 7 để soi vào điểm tượng đang có thể bắt mã. Trong thực chiến thì bên tiên của tiểu cử nhân Tạ Tĩnh đã lập tức thoái mã về để phòng thủ. Ngoài ra còn biến hóa tách con pháo qua lộ 3, một biến hóa cũng khá hay. Các bạn thấy được khi đó bên đen có quật qua là có thể thoái về, tiếp tục bình pháo qua lộ 7 để nhòm ngó thì có thể thoái mã qua tâm. Đây là cái biến mà bên đỏ hoàn toàn có thể tách con pháo đầu, hình thành một cái thế lực có tính tấn công tương đối mạnh về phía trận hình của bên đen, hai bên đứng ở thế cân bằng. Trong thực chiến thì bên đỏ của Tạ Tĩnh ngay lập tức thu mã về và đây là một đường cờ không thực sự tốt. Về sau thì vương đã có thời cơ binh 3 tiến 1 để gây áp lực. Bên tiên ra xe, bên đen vương tiến con xe 8 tiến 6 ngay, đang mai phục cái thủ pháp có thể dùng con pháo quật xuống và lắc xe qua. Chúng ta thấy được là trong thực chiến thì bên đỏ ngay lập tức phi mã tấn công, chấp nhận bỏ tượng. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên đỏ đi một biến hóa tốt hơn, một biến hóa mang tính chất chắc cờ là đường hướng tiến xe để không cho tốt tấn công thì sao, khi đó bên đen vẫn là người khá ưu khi hoàn toàn có thể vật pháo qua, ép buộc là bên đỏ của Tạ Tĩnh phải chuyển pháo và khi đó thì bên đen của vương như các bạn thấy hoàn toàn có thể tách xe qua, pháo chạy là mất tượng. Còn trong bối cảnh mà bên đỏ thọc xuống tấn công thì bên đen có thể ăn ngay, tiếp tục giật bẫy bắt tốt để mở đường cho mã. Bên tiên muốn ăn qua thì vẫn là hình cờ mà bên đen ưu hơn một chút so với hình cờ của bên đỏ. Trong thực chiến của trận đấu trên thì bên tiên của Tạ Tĩnh
anh đã chấp nhận phương án bỏ tượng để lấy thế công bằng hình cờ mã 3 đến 4. Và các bạn thấy được là bên đen cũng không đi đường cờ tách con xe bình qua lộ lục, bởi như vậy thì cũng không thể hình thành được thế bắt đôi. Đi như vậy thì bên tiên hoàn toàn có thể dùng con mã để chém mất tốt đầu ngay. Các bạn thấy là bên đỏ vẫn thoát được quân. Trong thực chiến quyền cờ trên thì bên đen của ngoại tinh lấy khách đã lập tức dùng con pháo vật xuống phá tượng. Bên tiên chống sĩ và bên đen đây đã chạy xe bằng hình cờ xe làm thoái một. Bên đỏ cho mã chém tốt đầu, bên đen ăn qua và pháo vật qua chiếu tướng. Vương thị 6 tuyến 5, mà sau khi vương đi đường cờ thị 6 tuyến 5 để phòng thủ thì bên đỏ của đã tinh anh cho cắm thẳng xe xuống đấy để tấn công một điểm tượng. Ngoài ra có thể đi một hình cờ khác là đường cờ xe 8 tuyến 5. Đây là cái biến hóa có phần tốt hơn cho trận hình của bên tiên. Trong thực chiến thì đường cờ cắm xe quá sâu của bên đỏ đã không giúp bên tiên có thể thoái về phòng thủ khi cần thiết. Chúng ta có thể thấy thêm trong bối cảnh mà bên đỏ cầm xe tiến lên quản lý tốt của bên đen. Khi đó bên vương có tách qua thì có thể chạy con tướng qua lộ 4 ngay để tránh đòn. Đây là cái biến mà bên đỏ cũng có thể thủ được trong bối cảnh như vậy. Các bạn thấy được là bên đen tới đây có hai biến, một là đi đường cờ thoái xe về để nhòm pháo đầu thì bên tiên hoàn toàn có thể bốc mã để thủ ngay. Vật qua thì có thể tách pháo để tránh đường cờ xuất cục và có thể phản kích trận hình của bên đen. Trong hình cờ mà bên đen tiến tượng thì sau khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể tấn công ngay bằng hình cờ kim pháo. Để các bạn thấy là bên đen mất tượng thì rất là nguy hiểm. Trong bối cảnh thoát về thì bên tiên hoàn toàn có thể tách xe ăn tốt ngay và đang có thế thủ cũng là đường công cũng khá mạnh trong hình cờ mà bên đỏ đã khống chế được trung lộ. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của trận cờ chớp này thì bên tiên của tiểu quý nhân anh cầm xe 8 tiến 9 ngay để phá tượng của bên đen. Tuy nhiên thì sau khi phá tượng thì các bạn thấy là con xe đỏ thì ngập lộ và không tốt. Vương cho tách pháo qua biên để dọn tấn công. Bên tiên của tạo tính nhấc sĩ để phòng thủ ngay, tìm đường thoát cho con tướng đỏ. Vương đâm xe chiếu, ép lên và một vài nhịp chuyển xe. Tiếp theo là đường cờ thu về bắt pháo đầu. Bên tiên cho pháo năm thoái một. Vương tiếp tục đi đường cờ rất là mạnh tay phương án binh 3 để gây áp lực ngay. Các bạn thấy được là trong thực chiến thì bên đỏ đã chấp nhận phương án xé tượng qua. Bởi nếu trong hình cờ trên mà bên tiên cầm con xe chạy qua lỗ 7 để ăn tượng thì sao? Và khi đó với tài năng của mình thì ngoại tinh lập tức cầm con pháo chiến binh qua lộ 3. Các bạn thấy là vừa rất tốt, vừa đang phục kích thủ pháp tiến binh tấn công. Bên tiên của đạo tinh cũng là một cao thủ ở đẳng cấp kỳ vương Trung Hoa để lập tức vén tượng để không cho con pháo đen vượt qua. Bên đen vương tiếp tục binh 3 và bên đỏ chấp nhận phương án bỏ mã để ăn tượng ngay. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên tiên thoái con mã về thì sao? Khi đó các bạn thấy là hình công của bên đen sẽ vô cùng mạnh trong bối cảnh mà con tướng của bên đỏ đứng ở cái vị trí rất là chênh vênh. Hoàn toàn vương có thể tiến chiếu và được tốt tấn công ngay. Trong thực chiến thì bên tiên của đạo tinh cầm xe để chém tượng, chấp nhận bỏ mã để chuyển vị cho con pháo vật qua lộ 7. Bên đen vương bình xe vào ngũ và bên đỏ đã lập tức thoái xe về, một hình cờ phòng thủ cũng khá hay. Các bạn thấy được trong bối cảnh mà bên đỏ vội vàng cầm con pháo quật qua thì sao? Khi đó bên đen sau khi ăn lại cây sẽ là có hình thái bắt xe. Xe bắt buộc phải thoái về để giữ tốt đầu và bên tiên sẽ bị dính đòn ngay khi mà bên đen của ngoại tính cách đơn giản xé tượng để bắt tốt thôi. Tạo ra một hình thế không còn áp lực trong hình cờ và bên đen với xe phóng mã hộ công là một hình cờ mà chắc chắn là bên đỏ sẽ không thể hóa giải được. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong thực chiến của trận đấu trên, mặc dù là cái thế cờ chớp, tuy nhiên thì bên tiên cũng có những pha xử lý rất hay. Đầu tiên tạo tĩnh cho thoái xe về để phòng thủ đứng pháo và bên đen tới đây cũng không ăn cây. Vương bình tĩnh đi đường cờ tách con tướng qua để hóa giải đường tấn công của bên tiên. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên đen vội vàng cầm con pháo quật qua thì sao? Khi đó các bạn thấy đang chiếu tướng thì bên đỏ hoàn toàn có thể chạy xe vào ngay, bởi rõ ràng là bên đen không thể ăn xe được. Ăn xe là pháo 7 tiến xuống là thua. Đây là cái biến mà bên đỏ vẫn bị kém phân hơn. Tuy nhiên thì hình cờ không còn quá áp lực như hình cờ trước đó. Chúng ta sẽ cùng đoán xem trong thực chiến thì với nhãn quan thì rất tốt, thì vương lập tức tách con tướng qua trước đứng ở lỗ 6. Bên tiên binh 5 tuyến 1 để phòng thủ, vương cho tách xe qua, tách pháo và đường cờ tiến chiếu. Anh lập tức chuyển xe qua để tấn công vào con pháo đang định ghim đáy để tấn công của bên tiên. Bên đỏ tách pháo, vương thu về nhóm tuất đầu và phương án pháo 7 tiến 2 để che lại. Bên đen vương nhất xe 2 thoái 2, tách qua tiếp tục là chuyển lộ.
Binh 1 tiến 1 trong thế vô cùng khó đi thì bên tiên quyết định đi những đường cờ tốt và đã để cho bên đen tiếp tục là đi những đường cờ rất hay. Đầu tiên vương cho mã chín thoái 8 thoái về để mượn lực tấn công. Bên tiên binh 9 tiến 1, bên đen của vương tiếp tục mã 8 tiến 7 phát huy thế lực để tấn công. Tạ Tĩnh đâm vào chiều ngay và mật quát tượng. Vương tiến xe thu về và tới đây thì bên đỏ đã lựa chọn biến hóa lên tướng, một biến hóa khá yếu. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên tiên xuống tướng thì sao? Khi đó các bạn sẽ cùng nhau thấy được là bên đen vẫn hoàn toàn có thể đánh tương đối mạnh cho hình cờ như vậy. Khi mà với trình độ của vương anh sẽ cầm con pháo để quật qua tốt đầu. Đây là một cái biến hóa cũng rất tinh diệu của bên đen. Chúng ta thấy được ở đây thì có hai biến hóa cơ bản dành cho bên tiên. Nếu mà bên đỏ của Tạ Tĩnh anh sẽ làm cầm bình 3 tiến 1 để tấn công thì bên đen của vương sẽ tách con vào là bình 8 ngay và bên đỏ sẽ thua khi không tránh khỏi đường cờ tấn công bằng pháo 8 tiến 4. Trong bối cảnh mà bên tiên thu xe về để tử thủ thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể tiến pháo qua, vừa đe dọa chuyển qua lộ 2 vừa đe dọa phá tượng. Xe qua thủ là vật qua đây ngay, các bạn thấy là tiếp tục đe dọa xuất cục. Bên đỏ sẽ phải bình pháo qua để cản đường ngay, bởi nếu mà sai lầm là tiến bình 3 thì vẫn bị tình huống cắm pháo là thua. Như vậy bên đó không thể chơi, còn trong bối cảnh bên tiên cầm con pháo đi chạy theo thì bên đen lập tức cắm pháo để ép buộc bên đỏ phải thoái về. Sau đó là tình huống cờ mã 7 tiến 5, tiến mã lên trung lộ để kết hợp tấn công, bên đỏ cũng sẽ thua trong hình cờ như vậy. Chúng ta sẽ quay lại thực chiến của ván cờ. Trong thực chiến thì bên tiên của Tạ Tĩnh anh lựa chọn biến hóa đưa tướng lên lầu 3, đứng vào một vị trí tương đối nguy hiểm. Bên đen vương thu về vào nhòm một tốt đầu và bên tiên lập tức cho thoái xe về để phòng thủ. Trong bối cảnh mà bên đỏ đi tình huống cờ thoái sĩ thì sao? Khi đó thì bên anh có thể thắng tương đối nhanh bằng đường hướng ăn xe và tốt, ép chạy qua lộ lục và rẽ pháo tấn công. Bên đỏ tách xe là bên anh có thể lắc qua và đưa con vào bốn bình năm. Các bạn thấy là bên đỏ sẽ thua khá nhanh trong hình cờ như trên. Chạy qua là có thể bình qua đây để vật về ngay để lấy thêm công lực tấn công. Chúng ta sẽ cùng đón xem một hình cờ vô cùng khó khăn thì bên tiên của Tạ Tĩnh anh cầm xe để thoái về phòng thủ. Tuy nhiên vương thì liên tiếp tấn công. Tiếp theo thủ đoạn rất kinh điển mã 7 tiến 5. Các bạn thấy đây một trong đường cờ khá cao tay của ngoại tình lấy khách. Bên đỏ của Tạ Tĩnh đã phải lập tức rẽ thoát vào để phòng thủ đường pháo, bởi nếu sai lầm bị tình huống cờ bình 3 tiến 1 thì sao? Khi đó bên đen của vương sẽ cầm con pháo 5 tiến 2. Các bạn thấy là bên đỏ sẽ mất quân và thua cuộc, ép buộc bình 5 tiến 1 và mất xe. Trong thực chiến quyền cờ trên thì bên tiên của Tạ Tĩnh cầm tốt chạy vào và bên đen đơn giản vương nhẹ nhàng cầm xe 6 thoái 1, tạo một hình cờ rất đẹp dành cho bên đen. Bên tiên tiến xe và bên đen của ngoại tình khách tiếp theo đường cờ 5 tiến 7 vút mã tấn công. Sau khi bên đen đi hình cờ đó thì trong thực chiến thì bên tiên của Tạ Tĩnh đã phải buông cờ nhận thua và nhường chức vô địch trị giá 12 vạn nhân dân tệ dành cho bên của ngoại tình khách trong trận đấu trên. Chúng ta có thể thấy được đánh tiếp mà bên đỏ đi thế nào cũng sẽ thua khá nhanh. Chúng ta có thể xét qua ba biến hóa cơ bản sau đây. Trong bối cảnh bên tiên cầm pháo thoái về, khi đó bên đen của vương hoàn toàn có thể tiến xe chiếu ngay và mã 7 tiến 5. Bên đỏ đánh thế nào thì cũng sẽ thua trong cờ như vậy. Cầm pháo qua là bên đen có thể tiến chiếu ngay. Các bạn thấy xuống tướng thì vẫn bị mã chém không xích là thua thôi. Còn trong bối cảnh lên là lắc qua đây là lượng chiếu cũng cục. Trong hình cờ mà bên đỏ cho xuống tướng trước thì vẫn bị tình huống lăng mã. Biến hóa lắc tướng qua là bị tình huống cờ mã 5 tiến 3. Các bạn thấy là tướng không thể nhập vào trung lộ được do con vào đen đứng ở trung tâm rồi. Trong biến hóa mà bên tiên xuống tướng trước thì sao? Khi đó bên đen của vương hoàn toàn có thể tiến chiếu ngay qua và đường cờ mã 7 tiến 5. Các bạn thấy là vẫn là hình cờ mà bên đỏ thua tuyệt đối thôi. Lên tướng là vẫn bị đường cờ mã 7 tiến 5 cũng sẽ thua. Trong bối cảnh mà bên tiên xử lý bằng tình huống cờ thoái sĩ về thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể đi đường cờ pháo chín tới 2. Đây là một cái bối cảnh đe dọa tấn công. Bên đỏ lắc qua là có thể rẽ tiếp đường cờ 5 bình 8. Bình cờ như vậy và với trình độ xử lý của ngoại tình khách thì bên tiên việc buông cờ là vô cùng hợp lý. Như vậy kênh học của Tuấn Online vừa phân tích và bình luận xong cùng các bạn vào đánh trên.
đánh trong khuôn khổ trận chung kết của giải cờ tướng tranh cúp quốc tế Hàn Tiến Bôi năm 2018 tại thành phố Hoài An của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký, đón chào những chương trình mới của kênh trong những thời gian tới đây.